Kính chào quý vị đến với những tin tức cập nhật trên kênh VTC News. Thưa quý vị, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc chị chồng đổ nước sôi vào em dâu đang mang thai và cháu nhỏ xảy ra tại huyện Kim Bôi. Đến sáng ngày 28 tháng 7, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với người chị chồng này. Theo báo cáo ngày 27 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy. Xác mình ban đầu có thể do mâu thuẫn xích mích nên chị BTX sinh năm 1989, chú xóm Sào Đông và con nhỏ sinh năm 2019 đã bị chị BTL sinh năm 1986, chú xóm Sào Đông, chị chồng của chị X đổ nước sôi vào người. Hậu quả, chị X và cháu bị bỏng ở vùng lưng, ngực bụng và hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Chị X cũng đang mang thai 3 tháng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an huyện Kim Bôi đã vào tiến hành điều tra làm rõ. Đến sáng ngày 28 tháng 7, huyện Kim Bôi cho biết, Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp với Bùi Thị Lành, sinh năm 1986, chú xóm Sào Đông, Sào Báy, là người rội nước sôi vào em dâu và cháu nhỏ.